chỗ chùa để mà đi qua bên cái hộ tàu đó. Hộ tàu thì nằm ở bên bên đây. Ở đây tập trung rất là nhiều tàu bè. Rất khu hậu cần cá thì nó nằm ở đây. Là các ụ tàu cảnh hộ tàu Hoàng Cẩm để mình đi vào cho các bạn xem nhé. Hoàn cảnh đóng 1 5 6 chiếc tàu, chiếc tàu này bị đóng nữa. Anh, một cái con tàu gì đóng khoảng bao lâu mới xong nếu mà cỡ con đó? Anh chú? Cỡ 6 tháng. Có nghĩa là có đầy đủ là sẽ đóng khoảng là 6 tháng. Còn nếu mà không đầy đủ chắc đóng cũng lâu thôi. Cũng lâu thôi, nằm nó đi chứ có đó cả năm rồi mấy. Là không có đầy đủ. Như cây này về nó thiếu. Không về cây về không kịp rồi mình đóng lâu chậm, còn có cây đóng khi 3-4 tháng rồi gọi chiếc. Không làm cái lóc nhỏ không quay những cái này như vậy. Cái này cây gãy rồi. Trên YouTube á. YouTube của em có cái lóc nhỏ đó. Tại vì giới thiệu về mình tỉnh Kiên Giang thôi. Giống như mấy công việc rồi qua cái ruộng nhà. Giống như là người ở nước ngoài người ta hay coi. Ông này nẻo rồi. Dạ. Kìa bây giờ ăn sỏi rồi.
đến là đâu có cho quay, bị gì tôi lên mạng nó dốc với mấy nhỏ kia, nói tôi làm giám đốc không được. Chết rồi chết. Vậy là không có được rồi phải không chú? Chỉ đi. Thôi vậy chú qua chú chỉ chỉ đi. Ở đây có giám đốc đi, giám đốc. Chứ chú là siết không á. Chú là hai cái hả? Ừ. Ồ nãy mình đi đường nào anh ơi. Vô quay máy ảnh mới được, máy ảnh mới chịu. Đây là sườn. Cái cầu này gọi là cầu gì vậy anh?
cầu kho mà hả? Chút nữa quay vậy. Chưa giờ luôn hả? Đó à. Mà máy ra bạn, tôi về bọn tôi bốc quay. Trời. Ta. Vô một. Chú đó làm lâu hả? Đó. Chết đó, Trang của em có đấy. Thôi, đánh vô Trang Facebook của em đi, quét quạt lắm. Lên YouTube à, trưa nay cho tôi coi nha, tôi mở máy tôi coi nha. Tối lần anh. Tối mới có hả? Ừ, tối. Đại tên tựa gì vậy? Ủ tàu hoàn cảnh đi quay. Ủ tàu hoàn cảnh. Lúc trưa vào lúc mấy giờ mấy giờ ha? Chữ giờ. Quá dữ quá dữ. À, quá phim đã quá. Ba cây rồi má ơi, sáu cây nữa đó. Đây là cầu cung cầu. Đó ông nội, ông nội đang quét vậy. Lên YouTube luôn. Đi nghe. Rồi rồi quay màn nữa. Các em có chơi Zalo không? Là tôi. Rồi rồi. Hai chữ số các bạn nhớ đăng ký kênh của mình để nhận các video mới nữa.